chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh 20 giờ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh là con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm trên biết việc công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn và mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết với tổng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh Quảng Nam Kon Tum vừa bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Đoàn Văn Dũng, chú huyện Tiên Phước. Qua khám xét, phát hiện thu giữ 2 bánh heroin, trọng lượng gần 787 gram. Qua đấu tranh, đối tượng Dũng khai nhận đã mua số ma túy trên từ đối tượng Lường Văn Huế, chú tỉnh Kon Tum, với giá là 640 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Huế. Khám xét khẩn cấp người phương tiện, lực lượng công an đã thu giữ hơn 200 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Minh Thư, chú huyện Chợ Mới, về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, Nguyễn Thị Thắm đưa con là Ngô Hoàng Bách sinh năm 2021 gửi tại nhà trẻ Minh Ngọc ở xã Vĩnh Hành do Thư làm chủ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu Bách khóc và có biểu hiện không khỏe nên gọi điện thoại cho mẹ cháu đến đón về. Khi gia đình đến thì thấy cháu có ngất xỉu nên đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Quá trình điều tra xác định Phan Ngọc Minh Thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn giữ trẻ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Minh Thư 1 năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 24 năm tù đối với 4 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đây là vụ án đầu tiên ở nước ta được đưa ra xét xử vụ án liên quan đến chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Theo cáo trạng, vào cuối tháng 8 năm 2022, sau khi chuộc 2 chiếc tàu bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ về hành vi khai thác hải sản trái phép, Trần Văn Luyến là chủ tàu đã bàn bạc với Trần Minh Tâm liên hệ với một cán bộ đăng kiểm thay đổi số hiệu mới cho cặp tàu nói trên. Sau đó, Luyến đã thuê 2 bị cáo còn lại và rủ hơn 20 người khác điều khiển tàu đến vùng biển Malaysia và Indonesia khai thác hải sản trái phép. Với thủ đoạn cũ là tắt thiết bị hành trình và xóa số cuối của tàu, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Luyến 8 năm tù, 2 bị cáo Dũng và Tâm mỗi bị cáo 7 năm tù, bị cáo Nhật 1 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tòa án Nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức phiên tòa xét xử điểm vụ án tàng trữ hàng cấm là pháo nổ đối với bị cáo Nguyễn Đức Toàn, chú huyện Thanh Liêm. Theo cáo trạng, vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Thanh Liêm bắt quả tang Toàn đang cất giấu trái phép gần 9 kg pháo nổ. Toàn khai nhận là tổng số pháo nổ được mua của một người không quen biết trên mạng xã hội về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán và đang trong quá trình vận chuyển về nhà thì bị bắt giữ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Toàn 6 tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm.